bài tập khí công Hạc Tấn nhắm mắt nhảy thì tác dụng chuyển khí dương thăng lên đầu, âm giáng xuống chân và để giúp cho áp huyết lên. Chụm hai tay lại và đứng Hạc Tấn. Chụm hai tay lại. Đó. Giống như mặt con hạc, giống như là mỏ con hạc đấy. Và chúng ta vẫn cứ là đứng Hạc Tấn như là giống như mở mắt cho vững đã, rồi mới nhắm mắt lại, rồi cuốn lưỡi ngậm miệng, sau đó nhảy 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7. Đó, thì nhảy bên phải, sau đó chúng ta chuyển sang là nhảy bên trái, hoặc là nhảy bên trái trước rồi chuyển sang bên phải cũng được. Đó. Nhưng mà đến bên 30 thôi. Thế sau đó chúng ta đổi chân và cũng lại đứng cho vững. Đó. Nhắm mắt và nhảy 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Thì mục đích của nó, của động tác này là chữa rối loạn tiền đình, virus song tai và chóng mặt. Thế hiện tượng chóng mặt thì chúng ta biết nguyên nhân do khí huyết đều hư. Mà khí hư thì thanh dương không lên được não. Còn huyết hư thì não lại không được nuôi dưỡng. Vì máu không lên được và không được nuôi dưỡng. Không được nuôi dưỡng đều đấy. Cho nên là gây nên chóng mặt.